Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của Văn Tùng. Như vậy chúng ta đã trải qua được 6 tuần thi đấu với 9 vòng đấu cho mỗi đội tuyển tại VCS. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại xem top 4 VCS hiện tại là những ai và họ có gì đáng nói nhé. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn lại bảng xếp hạng qua 6 tuần thi đấu vừa qua. Đứng đầu vẫn là Garmin Sport với 8 trận thắng trên tổng số 9 trận đấu. Đứng ngay sau họ là Team Flash với 7 điểm. Vị trí thứ 3 thuộc về Team Secret với 6 điểm và nhóm những đội cạnh tranh vị trí thứ 4 bao gồm Cerberus, Evos và DPL với 4 điểm cho mỗi đội. Đầu tiên chúng ta hãy nói về những đội tuyển đã cạnh tranh vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. DPL trước đi. Đây là đội tuyển vừa có được 2 chiến thắng trong tuần thi đấu thứ 6 và đang trở lại cuộc đua top 4 vô cùng mạnh mẽ. Một trong số những điểm mấu chốt có lẽ là sự bổ sung nhân sự vô cùng hợp lý. Một trong số những yếu tố giúp DPL trở lại mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về của VCS có lẽ là sự bổ sung nhân sự ở vị trí hỗ trợ, anh chàng Hin. Với mặt xử lý kỹ năng cá nhân, có vẻ như màn trình diễn của Hin không phải là quá đáng ấn tượng. Chỉ dừng mỗi độ tròn vai mà thôi. Tuy nhiên việc anh ta xuất hiện ở cả 6 ván đấu trong đội thi đấu của DPL cũng đủ để biết sự ảnh hưởng của anh ta tới DPL mùa này là khác biệt như thế nào so với H3. Sự xuất hiện của Hin không là gia tăng thêm sức mạnh cho bộ đôi đường dưới của DPL trong việc có được lợi thế từ dọn đi đường, mà có lẽ tác động chính của anh ta là việc côn tìm. Vấn đề thiếu một người côn chính đã bộc lộ rất rõ ở dọn lượt đi của DPL. Cựu hỗ trợ của Team Flash Hin từng được biết đến với một người chơi hỗ trợ khả năng côn rất tốt, có lẽ là mảnh ghép mà DPL đang rất cần cho dọn lượt về của mình. Bằng chứng là tại tuần thi đấu vừa qua, với sự xuất hiện của Hin trong đội hình, các cá nhân còn lại của DPL phần nào đó đã tìm lại được phong độ thi đấu rất tốt của mình so với dọn lượt đi như Hasmus, Meliodas và cả Naun nữa. Việc Hin xuất hiện cũng phần nào đó giúp cho Piccolo có nhiều khoảng trống hơn để tập trung vào việc xử lý kỹ năng cá nhân thay vì việc phải tập trung vào côn team như dọn lượt đi. Sự thay đổi về meta liên quan đến bộ đôi Senna và Tahmken cũng không thực sự làm khó được DPL. Hasmus và Naun hoàn toàn có thể đảm nhiệm trọng trách gây sát thương chính theo thời gian thay cho Piccolo. Đội hình mới hứa hẹn một dọn lượt về với thành tích khá khẩm hơn cho Bê Châu. Và nếu tiếp tục thi đấu tốt ở những tuần thi đấu tiếp theo, việc họ có được một suất thi đấu tại playoff của VCS là điều hoàn toàn khả thi. Khả năng lượt về vô cùng khó khăn cho Evos khi họ liên tục phải đụng độ với những đội tuyển mạnh như Garmin Sport hay là Team Flash. Điều này khiến cho Evos bảy hổ trắng đã lãnh chịu tới 2 trận thua liên tiếp. Điểm sáng của Evos vẫn đang là đường dưới của họ với xạ thủ kỹ năng rất cao Deep Kit. Những phần còn lại của Evos thì đã thể hiện phong độ không ổn định chút nào. Huấn luyện viên Violet cũng đã đưa ra những đối sách khi mang trở lại bút 1 ở khu đường trên và để TH ra khu đường giữa. Nhưng trước đối thủ quá mạnh là Garmin Sport trong tuần thi đấu vừa qua, chiến thuật này tỏ ra không mấy hiệu quả. Vẫn đang là meta cho phép xạ thủ có khả năng carry rất tốt, tuy nhiên tiền đề để tỏa sáng cho xạ thủ Deep Kit lại không thực sự vững chắc. Đây sẽ là vấn đề vô cùng nan giải ở dọn lượt về với thầy trò huấn luyện viên Violet. Tuy nhiên như đã nói ở trên, những đối thủ mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng đã đi qua. Ở phần còn lại của lượt về, Evos vẫn còn quyền tự quyết để có được vị trí top 4 trên bảng xếp hạng của mình. Cũng giống như Evos, Cerberus Esports đang lãnh chịu 2 trận thua liên tiếp ở dọn lượt về. Tuy nhiên có một đối thủ mà họ đã để thua đó là VGA. Trong trận thua này thì bên phía của team Cerberus Esports cũng đã để lộ khá nhiều điểm yếu. Được kỳ vọng rất nhiều ở đầu mùa giải với sự góp mặt của rất nhiều những cái tên đáng chú ý trong tình trường chuyển nhượng của VCS. Nhưng đến giờ đây, Cerberus Esports vẫn đang làm khán giả hâm mộ chưa thể yên tâm với thứ hạng hiện tại của mình. Những sai lầm xuất phát chủ yếu từ dọn đi đường của Cerberus nhanh chóng bị đối phương khai thác để lăn cầu tuyết. Phong độ thi đấu không thực sự ổn định của bộ đôi đường trên và đi rừng của Cerberus cũng đang là một trong số những vấn đề vô cùng nan giải. Trong bối cảnh các bộ đôi đường dưới của VCS đang cạnh tranh lợi thế rất căng thẳng và cuộc đọ súng giữa các xạ thủ VCS đã vô cùng khốc liệt, thì nửa trên bản đồ bên nào có được lợi thế tốt hơn thì rõ ràng là tiền đề tốt hơn để xạ thủ có thể lên tiếng. Tuy nhiên với tình hình hiện tại của Cerberus, khẩu trọng pháo Artemis vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh của mình. Vấn đề này thực sự là một thử thách lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Archie tại phần còn lại của VCS. Khá đơn về với chiến thắng 2-0 trước STV, tuy nhiên các thành viên phía của Team Secret không duy trì được phong độ quá lâu. Trận thua 1-2 trước các thành viên DBL đang khiến cho họ mất một điểm vô cùng quý giá để cạnh tranh với Team Flash trên bảng xếp hạng. Họ là một tập thể mạnh, nhưng điểm yếu thì lại tiếp tục được bộc lộ trong ngày thi đấu vừa qua. Hany trở lại với phiên bản 2019 đã mang lại vô vàn những khó khăn dành cho Team Secret ở tại trận đấu lượt về trước DBL. Trong khi Cốt Tật không hẳn là một lựa chọn thay thế hiệu quả, vấn đề càng trở nên nan giải đối với Team Secret. Với meta Tahmken và Senna xuất hiện ở khu vực đường dưới, việc bạn có được lợi thế do đi đường trước bộ đôi này là không hề đơn giản. Điều này yêu cầu nửa trên của các team phải đủ mạnh để tạo nên sự khác biệt cho đội hình khi đối đầu với cặp đôi vô cùng khó chịu này ở khu đường dưới của đối phương. Tuy nhiên như đã nói ở trên, việc Team Secret có thể làm được điều đó hay không phụ thuộc rất nhiều phong độ thi đấu của Hany và Cotted. Trước kể lượt về của Team Secret còn phải đụng độ với rất nhiều những đội tuyển mạnh với những cái tên đường trên vô cùng sáng giá như Zeros, Kiaya, Yoshino. Điều này yêu cầu thầy trò huấn luyện viên Nick Water cần phải đưa ra những đối sách mang tính chất chiến thuật ở phần còn lại của VCS lượt về nhằm có được thứ hạng tốt hơn trong vị trí top 4. Team Flash khởi đầu lượt về với 2 chiến thắng liên tiếp.
Đây là hai chiến thắng vô cùng nhọc nhằn trước FTV và Evos cũng đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu của team Flash. Sau trận thua trước team Secret ở lượt đi, Flash đã nhanh chóng trở lại cuộc đua trong top 4 với hai điểm liên tiếp có được, với sự tỏa sáng của những cá nhân như Slider, Yoshino và Jijin. Tuy nhiên phong độ thi đấu của KT cũng như những vấn đề liên quan đến meta đã là một trong số những điểm yếu có thể bị khai thác của team Flash ở trong thời gian sắp tới. Cụ thể là với lối đánh của Flash, họ rất khó có thể sử dụng những con bài Tahm và Senna khu đường dưới, khi đây không phải là bộ đôi giúp siêu xạ thủ của họ có được tiếng nói quá tốt trong một ván đấu. Nhưng nếu bộ đôi đường dưới của họ là một cặp xạ thủ hỗ trợ thuần, thì phần còn lại của họ bắt buộc phải có một chống chịu. Trong bối cảnh bề tướng chống chịu của KT ở meta này không thực sự rộng, thì người thường xuyên giữ trọng trách này lại là Yoshino và Jijin. Việc hai mũi nhọn này của Flash phải dùng những con bài chống chịu có thể khiến họ trở nên lép vế hơn ở nửa trên bản đồ, trong những cuộc chạm trán với các team như GAM hay DPL, khi các team này sẵn sàng pick bộ đôi Senna và Tahm ở khu đường dưới để có một nửa trên vô cùng mạnh. Như dọn lượt đi trước team Secret, khi Yoshino không hề tạo được sự khác biệt với Hani, cả hai cùng này chống chịu mà. Vấn đề meta là vấn đề chung của rất nhiều đội tuyển, nhưng việc thích nghi với meta hay đưa ra đối sách như thế nào là rất khác nhau. Chúng ta hãy cùng chờ xem team Flash sẽ mang lại gì cho chúng ta ở lượt về của VCS với những lợi thế và khó khăn đang phải đối mặt. GAM Esports tiếp tục thể hiện phong độ áp đảo của mình tại đấu trường của VCS trong tuần thi đấu vừa qua. Mặc dù chênh lệch một điểm so với đội tuyển đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là team Flash không hẳn là khoảng cách quá an toàn, nhưng với màn trình diễn của GAM Esports thì có lẽ khán giả cũng ít nhiều yên tâm về màn trình diễn của họ trong tương lai. Thay đổi về meta, với xuất hiện của Senna và Tahm ở đường dưới đã không hề làm GAM trở nên nao núng. Thậm chí đó lại là điểm lợi của họ xét theo mọi góc cạnh. Nửa trên vô cùng mạnh với sự trở lại của Zeros, phong độ cao của Levi và địa một, tất cả những gì mà GAM cần lúc này có lẽ chỉ là một bộ đôi đường dưới an toàn mà thôi. Senna Tahm là bộ đôi có thể đáp ứng được điều này. Mặc dù Senna và Tahm là bộ đôi đường dưới khá an toàn, nhưng vẫn có những cơ sở để thắng đường và kiểm soát những mục tiêu lớn như là rồng. Cùng với sự cơ động đến từ trục cuối của Tahm có thể tạo ra những tình huống đột biến nhờ macro tốt. Với việc phải chuyển đổi role thi đấu, Blade có vẻ như chưa thực sự tỏa sáng như những người đồng đội của mình với những con bài xạ thủ thuần. Tuy nhiên với Senna, đây là một con bài vô cùng đặc trưng, mang lại nguồn sức mạnh lớn ở giai đoạn cuối trận, nhưng vẫn có áp lực từ giai đoạn đi đường. Và điều quan trọng là không cần một xạ thủ lâu năm để có thể thành thục Senna. Trước kể Palette lại trở nên cứng cáp hơn với Tahm được farm, giúp anh ta tự tin hơn rất nhiều để bộc lộ tố chất vốn có của một hỗ trợ hàng đầu Việt Nam, cũng như là một sự bổ sung chống chịu vô cùng hợp lý, mở ra tiền đề cho những con bài nhiều sát thương ở khu vực nửa trên cho Địa, Kiaya, Zeros và Levi. Thiên thời địa lợi và nhân hòa, GAM đang có một giai đoạn mà có lẽ việc lấy đi vị trí top 1 của họ sẽ là bài toán tương đối nan giải đối với các team như Flash hay team Secret. Tuy nhiên bất ngờ là yếu tố chưa bao giờ thiếu ở tại VCS cả. Hãy đón chờ xem phần còn lại tại lượt về của GAM Esports sẽ như thế nào nhé. Trên đây là quan điểm cũng như nhận xét đánh giá cá nhân của Văn Tùng về những đội tuyển đang nằm trong top 4 của VCS sau 6 tuần thi đấu. Các bạn có những ý kiến gì hãy để lại ở phần comment. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo. Đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh YouTube của Văn Tùng nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.